phép được trình bày cái nội dung đầu tiên trong cái phiên ung thư phổi ngày hôm nay, đấy là vai trò của một số dấu ấn sinh học trong phát hiện sớm ung thư phổi. Có lẽ là cái ung thư phổi hiện nay đang là cái thách thức rất lớn với chúng ta, cho nên trong một cái hội nghị hội hô hấp quốc gia mà lại có hai cái phiên báo cáo về ung thư phổi để cho chúng ta thấy rằng là thách thức cũng như là các cái mức độ ảnh hưởng của cái bệnh lý ung thư phổi ngày càng trở nên nặng nề hơn. Thế thì phần trình bày của em xin có ba cái nội dung chính sau đây. Thứ nhất là vài cái nét tổng quan về ung thư phổi. Nội dung thứ hai là tầm quan trọng của chẩn đoán sớm ung thư phổi. Và thứ ba là vai trò của một dấu ấn sinh học trong phát hiện sớm ung thư phổi. Thì chúng ta cùng điểm lại một số những cái nét về tổng quan ung thư phổi trên thế giới. Những cái chi tiết này thì cũng đã được các thầy cô trình bày trong cái phiên ung thư phổi ngày hôm qua. Em chỉ xin phép điểm lại. Thì hiện nay ung thư phổi vẫn là cái căn bệnh mà có tỷ lệ mắc mới cũng như là tỷ lệ tử vong đứng hàng đầu trong các loại ung thư ở cả hai giới. Và khi mà cái đánh giá cái gánh nặng bệnh tật do ung thư phổi gây ra thì nó không những là đứng hàng đầu trong các loại ung thư mà nó còn vượt trội hơn so với tất cả các loại ung thư khác qua cái chỉ số gọi là chỉ số Daily. Và cái tiên lượng ung thư phổi cho đến nay thì cái tiên lượng rất là kém. Cái tỷ lệ mà bệnh nhân sống sau 5 năm là rất thấp so với ung thư nói chung và so với các cái loại ung thư phổ biến như là ung thư vú, ung thư đại trực tràng, ung thư tiền liệt tuyến. Vậy một câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta cần phải chẩn đoán, phát hiện sớm ung thư phổi? Thì chúng ta cùng nhìn ở đây, cái tiên lượng về cái thời gian sống thêm của ung thư phổi là rất thấp. Ngay cả ở các nước phát triển như là Hoa Kỳ thì theo thống kê của hai cái site mà theo dõi ung thư phổi lớn nhất là CTCA hay là SIR thì người ta thấy rằng là cái tỷ lệ mà bệnh nhân sống sau 5 năm với ung thư phổi là rất thấp. Và người ta cũng thấy rằng là nếu mà phát hiện ung thư phổi ở giai đoạn sớm thì nó có thể cải thiện cái tiên lượng cho bệnh nhân rất là nhiều. Ở đây chúng ta có thể thấy nếu mà ung thư phổi được phát hiện ở cái giai đoạn 1, giai đoạn 2 thì cái tỷ lệ sống sau 5 năm có thể lên tới hơn 60%, thậm chí đối với giai đoạn 1A có thể đến 92% bệnh nhân sống được sau 5 năm. Trong khi đó thì đối với những ung thư phổi giai đoạn muộn như là giai đoạn 4, đó, ở đây chúng ta thấy cái tỷ lệ sống trên 5 năm còn rất thấp, chỉ còn dưới 10%. Giai đoạn 4B là còn dưới 1%. Như vậy có thể thấy rằng là gì? Là cái việc mà phát hiện sớm ung thư phổi là rất quan trọng. Và mặc dù là chúng ta biết như vậy, nhưng thực tế thì ngay ở các nước phát triển cho đến thời điểm này, thì ung thư phổi tại cái thời điểm mà được chẩn đoán thì phần lớn lại phát hiện ở giai đoạn muộn khi mà bệnh đã tiến triển thậm chí là di căn ở nhiều cơ quan rồi. Ở Mỹ thì cái tỷ lệ mà phát hiện bệnh khi mà đã có di căn xa lên đến 57%, trong khi đó ở Canada thì cái tỷ lệ mà chẩn đoán giai đoạn 3, giai đoạn 4 thì cũng lên đến hơn 60%. Thế thì các nhà khoa học mới ngồi lại với nhau và họ đưa ra một cái mô hình để phát hiện sớm ung thư phổi. Ở đây chúng ta thấy là người ta sẽ phải làm thế nào để mình phát hiện ung thư phổi trước cái giai đoạn mà người ta có thể chẩn đoán được lâm sàng. Đó. Tức là gì? Thậm chí là các cái khối u còn chưa xuất hiện. Đó. Thế thì người ta có hai cái mô hình. Thứ nhất là đánh giá các yếu tố nguy cơ. Đó. Người ta phải phát hiện bằng các cái dấu ấn sinh học nào đó để phát hiện ra các cái khả năng có thể phát triển thành ung thư phổi. Và thứ hai, khi mà bệnh đã hình thành rồi thì người ta phải làm thế nào để phát hiện sớm, chẩn đoán sớm. Thế thì các chuyên gia về ung thư người ta cũng đã ngồi lại với nhau trong một cái hội nghị đồng thuận và người ta đưa ra rất nhiều các cái tiêu chí để cho các cái dấu ấn tầm soát ung thư phổi, từ cái việc dự báo nguy cơ cho tới việc phát hiện cũng như là chẩn đoán. Thì một cái dấu ấn ung thư phổi mà tốt thì phải đảm bảo được hai cái tiêu chí. Đấy là phải dự báo cái nguy cơ phát triển ung thư phổi. Thường những cái này người ta sẽ phải dựa vào các cái dấu ấn sinh học phân tử. Thứ hai là một cái dấu ấn tốt thì nó phải phân biệt được một cái tổn thương là lành tính hay là ác tính. Tức là khi mà chúng ta đã phát hiện ra cái khối u rồi thì có thể bằng cách này cách kia, đó, có thể là sinh thiết, nhưng hiện nay với những cái thành tựu của sinh học phân tử thì người ta sẽ làm cho mình dựa vào các dấu ấn đấy để biết được là cái tổn thương của phổi này là lành tính hay không lành tính. Và người ta cũng đưa ra các cái tiêu chí cho một cái dấu ấn để tầm soát ung thư phổi tốt. Đấy là phải đảm bảo 4 cái tiêu chí sau đây. Thứ nhất là phải dễ lấy cái mẫu bệnh phẩm. Thứ hai là nó phải ít nguy cơ cho người bệnh, ít can thiệp xâm lấn.
Trước đây chúng ta thấy hôm qua cũng có một cái bài trình bày của Phó giáo sư tiến sĩ Tạ Bá Thắng, thầy cũng đưa ra rất nhiều những cái phương pháp để gọi là sàng lọc ung thư phổi, như là việc sử dụng chụp X quang hay là cắt lớp vi tính liều thấp, thì tất cả những cái việc sử dụng tiện ích như vậy ít nhiều nó cũng có những cái nguy cơ cho người bệnh. Rồi các cái phương pháp can thiệp như nội soi phế quản, chúng ta cũng thấy nó sẽ cũng có những cái can thiệp xâm lấn đối với người bệnh. Và cái tiêu chí thứ ba là nó cũng phải giúp chúng ta phân biệt được một cái tổn thương là ung thư hay là không ung thư. Và cuối cùng, để mà nó có thể sàng lọc một cách rộng rãi trong cộng đồng thì nó lại phải có một cái chi phí ở mức độ thấp. Thì đấy là những cái tiêu chí. Thế thì chúng ta cùng điểm lại một số những cái phương pháp sàng lọc kinh điển. Trước đây người ta sử dụng X quang ngực có thể phối hợp với các xét nghiệm tế bào học trong đờm. Thì cái phương pháp này khá là đơn giản, đó, dễ thực hiện với chi phí thấp. Tuy nhiên qua rất nhiều các cái nghiên cứu cũng như là trong cái quá trình áp dụng trên lâm sàng thì người ta thấy rằng cái hiệu quả của nó tương đối là thấp. Một cái nghiên cứu ở trên hai cái trung tâm lớn là Johns Hopkins và Memorial Sloan Kettering ở Mỹ thì người ta thấy rằng trên hơn 10.000 bệnh nhân, người ta chỉ phát hiện được thêm khoảng 20% với việc sàng lọc kép các cái trường hợp có ung thư phổi. Tuy nhiên cái việc phát hiện này thì rõ là giúp phát hiện nhưng mà nó lại không thay đổi cái tỷ lệ tử vong nói chung trong nhóm chẩn đoán ung thư. Cái tiếp theo đấy là cắt lớp vi tính thì chúng ta thấy rằng là nó rõ ràng giúp phát hiện các cái tổn thương phổi tốt hơn là X quang ngực. Tuy nhiên thì người bệnh của chúng ta lại phải chịu cái liều tích gấp hàng trăm lần, gấp 100 lần so với chụp một cái X quang phổi thông thường. Thế thì nếu mà cứ sàng lọc hàng năm cho những cái người mà có nguy cơ cao thì người ta lại e ngại những cái ảnh hưởng của tia X. Do đó thì người ta đề xuất một cái phương pháp gọi là cắt lớp vi tính liều thấp thì giúp giảm cái liều tia xuống còn dưới 20%. Và qua hai cái thử nghiệm lớn gần đây là thử nghiệm Nansen cũng như là thử nghiệm UKLS thì người ta thấy cái vai trò phát hiện tổn thương phổi của low dose CT thì nó có ý nghĩa đặc biệt ở cái nhóm mà có nguy cơ cao như là hút thuốc trên 30 bao năm và tuổi là từ 50 cho đến 80. Phương pháp thứ ba đấy là nội soi phế quản. Thì rõ ràng khi mà chúng ta nội soi vào trong đường thở thì chúng ta sẽ giúp đánh giá những cái thay đổi sớm trên niêm mạc đường thở. Chúng ta có thể chẩn đoán được ung thư giai đoạn sớm. Và bằng với những cái công nghệ hỗ trợ hình ảnh hiện nay như là ánh sáng huỳnh quang hay là ánh sáng giải tần hẹp thì người ta cũng có thể giúp phát hiện những cái thay đổi sớm trên niêm mạc đường thở và thông qua việc sinh thiết thì chúng ta có thể chẩn đoán được sớm ung thư. Tuy nhiên thì đối với những cái nội soi phế quản thì rõ ràng là chúng ta chỉ tiếp cận được với những cái tổn thương phổi ở trung tâm. Thế còn những cái tổn thương phổi ở ngoại vi thì cái giá trị của nó thì lại rất là thấp. Và cái việc nội soi phế quản thì cũng là một cái thủ thuật mà đòi hỏi xâm lấn, xâm nhập vào bệnh nhân. Thế thì khoảng độ 5 năm trở lại đây thì người ta mới đề xuất ra một cái phương án, một cái kỹ thuật mà chúng ta gọi là sinh thiết lọc. Thế thì thay vì việc chúng ta phải lấy mẫu bệnh phẩm là mô sinh thiết vào phổi với những cái nguy cơ khi thực hiện các thủ thuật xâm nhập thì người ta tìm cách nào đó để phát hiện những các cái bất thường mà tồn tại trong máu của người bệnh. Đó là gì? Đó chính là các cái tế bào ung thư mà nó đi vào máu, rồi có thể là những cái phần nào đó của các tế bào ung thư nó giải phóng ra, và thậm chí có thể nó là những cái mảnh vỡ của các cái tế bào ung thư khi mà nó chết đi thì phát hiện được các cái dấu ấn này trong máu, người ta gọi đây là kỹ thuật sinh thiết lọc. Tôi xin đi sang với cái phần thứ ba, đấy là vai trò của một số dấu ấn sinh học trong phát hiện sớm ung thư phổi. Thì ở đây ta nói đến các cái dấu ấn gọi là sinh học phân tử. Có rất nhiều những cái dấu ấn đã được phát hiện và đưa vào áp dụng trên lâm sàng. Ở đây tôi xin đi vào 5 cái dấu ấn mà người ta thấy nó đang có những cái giá trị cũng như là một cái tiềm năng rất lớn để phát hiện sớm ung thư phổi. Thứ nhất đấy là các microRNA. Thứ hai là các cái kháng thể. Thứ ba là các cái ctDNA, tức là các cái mảnh vỡ của DNA của tế bào ung thư mà nó vào hệ tuần hoàn. Rồi thứ tư là các CTC, tức là các cái tế bào ung thư đi vào tuần hoàn. Và cuối cùng là các cái exosome. Nhất là về các cái microRNA thì nó có một cái vai trò điều hòa hoạt động của gen. Và các cái thương tổn của microRNA thì được cho rằng là nó có liên quan đến sự phát sinh và phát triển của hầu hết các loại ung thư hiện nay. Và
Trong ung thư phổi thì người ta đã ghi nhận một số các microRNA được chứng minh có vai trò trong ung thư phổi. Đấy như là microRNA 944, rồi 3662, rồi 21, 126, 210 và 4865P. Thì đây là một số các cái microRNA đã được chứng minh là nó có vai trò trong việc phát sinh ung thư phổi. Và với các cái kỹ thuật sinh học phân tử hiện nay, đặc biệt là RT-PCR, thì nó giúp phát hiện các cái microRNA trong huyết thanh, thậm chí gần đây người ta có thể làm trong mẫu mô và mẫu đờm của bệnh nhân. Một cái nghiên cứu cho thấy rằng là cái vai trò của hai cái microRNA là 944 và 3662 đối với việc tầm soát ung thư phổi, thì thấy rõ ràng ở cái nhóm bệnh nhân ung thư phổi thì cái nồng độ phát hiện trong máu nó cao hơn rất nhiều so với nhóm chứng là các bệnh nhân khỏe mạnh. Và khi mà làm một số các cái nghiên cứu để xác định cái vai trò của các microRNA thì người ta thấy rằng là gì, khi mà lấy cái mẫu mô ấy, thì trong các cái bệnh nhân mà chẩn đoán là ung thư phổi ở giai đoạn 1 thì thấy 100% ở các bệnh nhân này đều có sự xuất hiện của các cái microRNA này. Trong khi đó thì khi mà người ta lấy máu, phân tích trong máu thì cái tỷ lệ mà phát hiện các microRNA này cũng lên đến 60%, hơn 60%. Như vậy có thể cho thấy việc là phát hiện các microRNA trong máu nó có thể giúp chúng ta phát hiện các cái ung thư phổi ở giai đoạn sớm. Và gần đây thì người ta đưa ra một cái bộ kit phát hiện 9 cái loại microRNA khác nhau cho phép phát hiện ung thư phổi với cái độ nhạy lên đến là 80% và cái độ đặc hiệu là 100% mà ở cái nhóm mà đã được chẩn đoán xác định. Đấy là các microRNA. Cái thứ hai đấy là các cái kháng thể. Thì cái bản chất của tế bào ung thư thì nó cũng là cái tế bào lạ, đúng không? Nó có tính kháng nguyên và nó sẽ kích thích cơ thể của chúng ta sinh ra các kháng thể. Và hiện nay thì một số các cái kháng thể người ta đã nghiên cứu và người ta ghi nhận nó có mặt ở các cái bệnh trong các tế bào trong cơ thể của những người mà bị ung thư phổi, mà đặc biệt đấy là các kháng thể kháng lại các cái gen P53 và một số các cái gen khác ở đây. Và gần đây thì người ta cũng đưa vào một cái bộ kit gồm 6 loại kháng thể khác nhau đưa vào thử nghiệm trên lâm sàng. Tuy nhiên thì cái độ nhạy cũng như cái độ đặc hiệu của nó còn tương đối thấp, do đó thì vai trò của các kháng thể chống lại các tế bào ung thư để tầm soát ung thư phổi thì cho đến nay nó vẫn còn những cái hạn chế. Cái thứ ba là các cái DNA, gọi là ctDNA, là các cái mảnh DNA của các cái tế bào ung thư mà nó vào tuần hoàn. Thì dựa trên cái nguyên lý là khi mà các tế bào ung thư nó chết đi thì nó sẽ giải phóng ra các cái đoạn DNA, và các cái đoạn DNA này nó sẽ được giải phóng vào trong máu. Thì hiện nay với các kỹ thuật y sinh học phân tử như là giải trình tự gen thì người ta có thể cho phép phát hiện các cái ctDNA này, và từ đó người ta có thể phân tích các cái đột biến gen trên cái mẫu bệnh phẩm. Và các cái nghiên cứu người ta cũng cho thấy cái giá trị của cái kỹ thuật ctDNA này đối với việc phát hiện các ung thư phổi ở giai đoạn từ 2 đến 4, thậm chí cái đạt cái độ nhạy lên đến 100% và độ đặc hiệu là 96%. Còn với các cái ung thư phổi ở tất cả các giai đoạn thì cái độ nhạy của nó cỡ khoảng độ 85%. Và người ta thấy rằng là gì, cái giai đoạn càng muộn thì cái khả năng chẩn đoán dự báo dương tính của nó càng cao. Và người ta thấy rằng là cái nồng độ ctDNA trong máu nó tương ứng với các cái giai đoạn phát triển của khối u. Ở giai đoạn sớm thì với cái nồng độ nó chỉ khá là thấp, khoảng độ 0,01-1% của các cái gọi là cell-free DNA trong máu. Cho nên là các cái khả năng phát hiện hiện nay thì nó vẫn còn hạn chế. Và người ta cũng đã đề xuất một số những cái kỹ thuật mới phối hợp giữa các cái giải trình tự gen với các cái phương pháp PCR như Digital PCR hay là Droplet Digital PCR. Nó sẽ làm gia tăng được cái độ nhạy để phát hiện được cái ctDNA trong ung thư phổi, và nó sẽ hứa hẹn đây là một cái dấu ấn rất tốt để phát hiện sớm ung thư phổi. Một cái nữa là các cái tế bào u mà giải phóng vào trong máu, thì chúng ta thấy là gì, tế bào ung thư thì nó có một cái đặc tính là xâm nhập, và nó sẽ xâm nhập qua thành các cái mạch máu để đi vào trong tuần hoàn. Và việc phát hiện các cái tế bào ung thư ở trong tuần hoàn thì nó cũng giúp chúng ta chẩn đoán sớm được ung thư.
Hiện nay thì CTC thì có thể phát hiện được bằng nhiều kỹ thuật khác nhau, nhưng mà có hai cái kỹ thuật mà được sử dụng phổ biến, đấy là kỹ thuật CELLSEARCH và kỹ thuật ISET. Thì cái khả năng phát hiện các cái CTC nó tương quan với cái giai đoạn của ung thư. Đó. Ung thư ở giai đoạn càng muộn thì các tế bào đi vào trong máu càng nhiều, người ta sẽ phát hiện dễ dàng hơn. Và cái hai là loại hình ung thư. Người ta thấy rằng là đối với ung thư biểu mô tế bào nhỏ ấy, thì cái có tới khoảng 85% người ta phát hiện được các cái CTC trong cái mẫu máu của bệnh nhân. Thế còn đối với ung thư biểu mô không tế bào nhỏ thì cái tỷ lệ phát hiện các cái CTC trong máu nó thấp hơn khoảng 23% ở những cái bệnh nhân mà phải từ giai đoạn 3, giai đoạn 4. Và một cái cuối cùng mà tôi muốn đề cập trong cái bài trình bày ngày hôm nay, đấy là các exosome. Đây là một cái phát hiện rất là mới và cũng chỉ một vài năm trở lại đây thôi. Thì exosome là những cái túi ngoại bào có kích thước cỡ khoảng 40 đến 100 nanomet được một số loại tế bào giải phóng vào trong máu, trong đó thì có cả các cái tế bào ung thư. Để việc mình phát hiện ra các cái exosome này thì cũng cho phép là chúng ta chẩn đoán sớm ung thư. Trong cái exosome thì người ta thấy rằng nó chứa cả các cái DNA, rồi các cái ARN thông tin và cả các cái microRNA. Do đó thì khi mà phát hiện được các cái đoạn DNA hay RNA này trong máu thì nó cũng giúp cho chúng ta phân tích gen để phát hiện các cái đột biến ung thư. Qua cái phần trình bày của tôi thì xin đưa ra một số các cái kết luận như sau. Thứ nhất là chẩn đoán sớm ung thư phổi là vô cùng quan trọng. Nó quyết định phương pháp điều trị hiệu quả cũng như tiên lượng tốt cho bệnh nhân. Cắt lớp vi tính liều thấp là cần thiết để sàng lọc cho các đối tượng có nguy cơ cao và theo dõi tiến triển của các cái nốt mờ phổi. Và các cái dấu ấn sinh học thì là một cái xu hướng tiềm năng để dự báo sớm và phân biệt các cái tổn thương lành tính với tổn thương ác tính. Phần trình bày của tôi xin được kết thúc tại đây. Xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô cùng quý đồng nghiệp đã chú ý lắng nghe.